định lượng bằng phương pháp kết tua. Sau khi học xong bài, các em cần đạt được mục tiêu sau. Trình bày được nguyên tắc chung, điều kiện phản ứng và phân loại phương pháp kết tua. Nêu được phương pháp các phép định lượng bằng bạc. Định lượng được hàm lượng natri clorid dược dụng theo phương pháp Mohr, nồng độ dung dịch natri clorid theo phương pháp Volhar, và pha được dung dịch bạc nitrat 0,1N, dung dịch amoni sulfur cyanide 0,1N đúng kỹ thuật và quy trình thực hành. Nguyên tắc chung. Phương pháp kết tua dựa vào sự tạo thành chất kết tua ít tan trong các phản ứng trao đổi. Những phản ứng tạo thành kết tua được dùng trong phương pháp kết tua phải thỏa mãn các điều kiện sau. Kết tua phải rất ít tan. Sự kết tua phải xảy ra nhanh. Kết tua tạo thành trong quá trình định lượng không bị phân hủy với một mức độ đáng kể. Phải có khả năng xác định được điểm tương đương. Phương pháp kết tua thường được dùng để xác định nồng độ các anion clo, brom, iốt, SCN, CN và các cation Ag, Hg. Phân loại. Phép định lượng bằng bạc nitrat. Phép định lượng bằng thủy ngân 1. Phổ biến nhất là phép định lượng bằng bạc nitrat. Phép định lượng bằng bạc nitrat. Phép định lượng bằng bạc nitrat là dựa vào phản ứng hóa học tạo các muối bạc ít tan, clorid, bromid, iodid, cyanide, sulfur cyanide. Phép định lượng bằng thủy ngân 1 là dựa vào phản ứng hóa học tạo muối thủy ngân 1, ít tan, clorid, bromid, iodid. Phép định lượng bằng bạc nitrat. Tùy theo cách tiến hành, phép định lượng bằng bạc nitrat được phân thành hai phương pháp. 1. Phương pháp Mohr, phương pháp định lượng trực tiếp. 2. Phương pháp Volhar, phương pháp định lượng thừa trừ. Phương pháp Mohr. Nguyên tắc. Phương pháp Mohr dựa vào phản ứng hóa học tạo kết tua ít tan giữa bạc nitrat với các muối halogenid, ký hiệu chung X. Ion Ag cộng X bằng AgX. Cách tiến hành. Dược điển Việt Nam quy định sử dụng dung dịch chuẩn độ bạc nitrat 0,1N để định lượng dung dịch các muối halogenid bằng cách nhỏ trực tiếp dung dịch bạc nitrat 0,1N xuống một thể tích chính xác dung dịch muối halogenid cần định lượng. Từ nồng độ, thể tích dung dịch bạc nitrat, thể tích dung dịch halogenid cần xác định sẽ tính được nồng độ halogenid. Xác định điểm tương đương. Để xác định điểm tương đương dùng chỉ thị là kali bromat. Tại thời điểm tương đương, khi dư một giọt dung dịch bạc nitrat, thủ màu trắng sẽ chuyển màu hồng nhạt. 2Ag cộng CrO4 bằng Ag2CrO4, kết thủ màu hồng. Điều kiện tiến hành. Môi trường định lượng phải trung tính, hay kiềm nhẹ, pH nằm trong khoảng từ 7 đến 10, không tiến hành trong môi trường axit, pH nhỏ hơn 7. 2H cộng cộng CrO4 bằng H2CrO4. Mặt khác cũng không tiến hành trong môi trường base mạnh, pH lớn hơn 10. Phương pháp Mohr chỉ chính xác khi nồng độ chất cần xác định xấp xỉ bằng nồng độ dung dịch bạc nitrat. Và phương pháp này chỉ dùng để định lượng XNTI lít và BR. Phương pháp Volhar. Nguyên tắc. Dùng một thể tích chính xác và quá dư dung dịch chuẩn độ bạc nitrat. Tác dụng với một thể tích chính xác muối halogenic cần định lượng, sau đó định lượng bạc nitrat thừa bằng dung dịch chuẩn độ amoni sulfur cyanide hoặc kali sulfur cyanide có cùng nồng độ với dung dịch bạc nitrat. Từ thể tích amoni sulfur cyanide đã dùng suy ra thể tích bạc nitrat thừa và thể tích dung dịch halogenic cần định lượng. Phương trình phản ứng. X cộng AgNO3 bằng AgX kết tủa cộng NO3. NH4SCN cộng AnO3 dư bằng AgSCN kết tủa cộng NH4NO3. Xác định điểm tương đương. Để xác định điểm tương đương dùng chỉ thị là phèn sắt amoni. Trong phèn sắt amoni điện ly có Fe3 cộng, NH4 cộng, 2SO42 trừ và 12H2O. Tại điểm tương đương một giọt dung dịch amoni sulfur cyanide thừa làm cho dung dịch có màu hồng nhạt. 3SCN trừ và Fe3 cộng tạo thành Fe, SCN, 3 có màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt của dung dịch sẽ mất dần do phản ứng. 3AgX phản ứng với Fe, SCN3 tạo thành 3AgSCN cộng FeX3.
Để tránh sai số do nguyên nhân trên cần đọc ngay thể tích dung dịch amoni sulfo cyanide đã dùng. Điều kiện tiến hành. Phương pháp Volha tiến hành trong môi trường axit nitric thì kết quả định lượng sẽ chính xác hơn. Axit nitric ngăn cản được sự phân hủy của Fe3+, sự hấp thụ của tủa AgX đối với X- và sự phân hủy của bạc nitrat thành bạc oxit. Thực hành, phương pháp Bohr. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất. Dụng cụ, cân phân tích, bình định mức, burette 25ml, pipette chính xác 5ml, bình nón, cốc có mỏ, đũa thủy tinh, quả bóp cao su. Hóa chất, dung dịch AgNO30.1N, natri chlorid dược dụng, dung dịch kali bromat. Pha dung dịch NaCl định lượng. Cân chính xác khoảng 1000g NaCl dược dụng trong cốc có mỏ, thêm khoảng 20ml nước cất, dùng đũa thủy tinh hòa tan hoàn toàn. Chuyển toàn bộ dung dịch sang bình định mức 100ml. Tráng cốc có mỏ 2 lần, mỗi lần 10ml nước cất. Tập trung dung dịch tráng vào bình định mức. Thêm nước vừa đủ đến vạch, lắc đều. Chuẩn bị mẫu định lượng. Hút chính xác 5ml dung dịch vừa pha vào bình nón, thêm 30ml nước cất, 5 giọt chỉ thị kali bromat. Chuẩn bị dung dịch chuẩn độ. Rót dung dịch AgNO30.1N lên burette và điều chỉnh đến vạch số 0. Tiến hành chuẩn độ. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch AgNO30.1N ở burette vào bình nón. Vừa nhỏ vừa lắc đều đến khi kết tủa màu trắng trong bình nón chuyển sang màu hồng nhạt. Đóng khóa burette, đọc và ghi thể tích dung dịch AgNO30.1N đã dùng. Tính kết quả định lượng. Xác định thể tích trung bình của dung dịch AgNO30.1N đã dùng. Tính hàm lượng natri chlorid có trong natri chlorid dược dụng ở trên. Thực hành, phương pháp Volha. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất. Dụng cụ, bình định mức 100ml, burette 25ml, bình nón, cốc có mỏ, pipette chính xác, 5ml, 10ml, pipette, quả bóp cao su. Hóa chất, dung dịch NaCl 10%, dung dịch AnO 3.1, dung dịch NH4SCN 0.1N, dung dịch Hà Nội O 30%, dung dịch phèn sắt amoni. Pha dung dịch NaCl cần định lượng. Hút chính xác 5.00ml dung dịch NaCl 10% cho vào bình định mức 100ml. Thêm nước cất vừa đủ đến vạch 100ml, lắc đều. Chuẩn bị mẫu định lượng. Hút chính xác 10.00ml dung dịch NaCl vừa pha cho vào bình nón. Thêm 1ml dung dịch Hà Nội O 30%, 10ml dung dịch AgNO 30.1N và 5 giọt chỉ thị phèn sắt amoni, lắc đều. Chuẩn bị dung dịch chuẩn độ. Rót dung dịch NH4SCN 0.1N lên burette, điều chỉnh đến vạch số 0. Tiến hành chuẩn độ. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH4SCN 0.1N ở burette vào bình nón. Vừa nhỏ vừa lắc đều cho đến khi kết tủa màu trắng trong bình nón chuyển sang màu hồng nhạt bền. Đóng khóa burette, đọc và ghi thể tích dung dịch AgNO 30.1N đã dùng. Tính kết quả định lượng. Xác định thể tích trung bình của dung dịch AgNO 30.1N đã dùng. Tính nồng độ dung dịch nát.